Các bạn đang được nghe phần bình luận của tiếng rưỡi chấm linh, chính xác là bit.ly, gạch chéo tiếng rưỡi. Mình đã đổi tên miền sau khi tiếng rưỡi chấm linh bị chặn. Còn bây giờ sẽ là lễ cử hành quốc ca. Vậy Lê Mô đã chính thức được bắt đầu. Cavahan. Trent Alexander-Arnold. Bukayo Saka. Đóng luôn nào. Rất đáng tiếc là tình huống vừa rồi. Petri. Đường chuyền rất nhanh. Tình huống mở cánh tương đối hợp lý. Lúc so. Quả bóng hơi cả cuống mà anh đã để mất bóng rồi. Cole Palmer. Lúc so. Vẫn tối tăm lắm. Cucurea. Ericosa. Cổ cánh. Đây rồi là đôi giày. Không có gì nguy hiểm. Cavahan. Đường chuyền dài. Petri. Và lấy bóng tốt. Lỗi rồi. Cavahan. Petri. Ra cánh hợp lý. Rất kỹ nghệ. Cava. Đánh đâu. Không vào. Nghĩ nó chán anh em ạ. Và ngăn chặn rất nhanh. Cucurea.
Bukayo Saka. Đây rồi, lên này. Cucurea. Thêm một cơ hội lên bóng nữa. Nacho Hernandez. Và sau đó là một đường chuyền rất hay. Cucurea. Khá bình tĩnh. Nào hãy xem anh này làm gì đây. Quẩy đi anh ơi. Khá bình tĩnh. Đưa bóng vào. Goal! Không được rồi. Đi bóng rất khó chịu. Cavahan. Nacho Hernandez. Lên bóng rất thoáng. Không được rồi. Nacho Hernandez. William Dem. Cucurea. Petri. Quẩy đi anh ơi. Tình huống phối hợp đã bị bắt bài. Bukayo Saka. Một cơ hội nữa. Bukayo Saka. Thật sự là ngày hôm nay đúng là sân chơi của những thủ thành xuất sắc. Cavahan. Nacho Hernandez. William Dem. Rất quyết liệt. Và cắt bóng rất hay. Phil Foden. Bên trong có ai đây? Quả ném biên. Cavahan. Petri. Cavahan. Morata. Rất hiểm. Rất nguy hiểm. Và ngăn chặn rất nhanh. Trent Alexander-Arnold. Trent Alexander-Arnold. Cavahan. Petri. Cavahan. Hãy cẩn trọng với những pha bóng như thế này. Trent Alexander-Arnold. Cole Palmer. Dylan Wright. Harry Kane. Và sau đó là một đường chuyền rất hay. Đường chuyền rất nhanh. Đây rồi, tốc độ em ơi. Rất quyết liệt, đã có lỗi. Một tình huống phản xạ tuyệt vời. Một pha phối hợp rất đẹp mắt. Và nó chỉ thiếu đi cái điểm nhấn cuối cùng thôi để nó hoàn thiện. Đây đây rồi, đây đây, chạy chạy chạy. Chưa mượt cho lắm. Petri. Morata.
Tình huống phối hợp đã bị bắt bài. Đấy rồi, lên này. Dứt điểm. Không được rồi. Bóng đã được phá lên. Đóng luôn nào. Quá phung phí cho cơ hội vừa rồi. Trong không gian thật là tiên lãng mà lại bỏ lỡ pha bóng này. Hãy giết tôi đi. Một pha bóng mà có lẽ là nhắm mắt thì đá vẫn cứ vào. Cavahan. Nacho Hernandez. William Dem. Đường chuyền dài. Hãy cẩn trọng với những pha bóng như thế này. Cole Palmer. Bukayo Saka. Harry Kane. Goal! Đó là một tình huống đưa bóng đi ra ngoài. Có lẽ gần như 100 triệu người hâm mộ đã tưởng rằng đó là một bàn thắng. Không thể không tiếc ở một cơ hội như thế này. Korea. William Dem. Korea. Được, lên. Dylan Wright. Ngày hôm nay thì đội bóng nào thua thì họ cũng không có gì phải cúi đầu xuống mà đi về cả. Cứ phải ngẩng cao đầu chứ không lại đi lại vấp ngã. Tốc độ rất nhanh. William Dem. Ôi trời ơi, lỗi rồi. Đã có bàn thắng và đó là một pha xử lý rất đẳng cấp. Bàn này có lẽ là phải theo dõi đi, theo dõi lại. Nó quá đẳng cấp. Bàn này có lẽ là phải theo dõi đi, theo dõi lại. Nó quá đẳng cấp. Cũng đã bắt đầu có những sự nhộn nhịp hơn trong cách đá của cả hai đội. Họ bắt đầu triển khai một đội hình dâng cao hơn. Rất quyết liệt. Eric Cosa. Rất phiêu lưu. Harry Kane. Đi bóng rất hay. Harry Kane. Một tình huống phản xạ tuyệt vời. Petri. Cavahan.
Cucurea. Làm gì đây anh ơi? Cole Palmer. Dallin Wright. Cole Palmer. Dứt điểm. Đó là tình huống phản xạ tốt. William đêm. Nacho Hernandez. Được, lên. Phil Foden. Trận đấu diễn ra quá nhanh và chúng ta đang được nhìn thấy một trận cầu thứ thiệt, nơi mà những cổ động viên luôn mong chờ. Dứt điểm. Tuyệt vời. Tôi không đá đấm gì nữa, trọng tài đã cho các cầu thủ của cả hai bên ra nghỉ. Anh Thỏ nghĩ sao về những gì đã diễn ra trong hiệp 1 của ngày thi đấu hôm nay? Theo như tôi thấy, đây sẽ là một trận đấu không hề dễ dàng dành cho những anh em bet thủ. Tôi vẫn nghĩ là trận đấu này sẽ có khoảng tầm 3 bàn thắng đổ lên anh em ạ. Tinh thần vẫn luôn là điều rất quan trọng trong mỗi trận đấu. Trong hiệp 2 này thì hai đội sẽ đổi sân. Và với hiệp thi đấu thứ hai này, diễn biến nó sẽ diễn ra như thế nào? Chúng ta hãy cùng theo dõi. Nacho Hernandez. Cucurea. William Dem. Cucurea. Thêm một cơ hội lên bóng nữa. Tốc độ rất nhanh. Đưa bóng vào. Cole Palmer. Lúc sò. Đây rồi, chạy. Tình huống mở cánh tương đối hợp lý. Cole Palmer. Có thể dứt điểm ngay. Pha lấy bóng tốt. Thêm một cơ hội lên bóng nữa. Tình huống phối hợp đã bị bắt bài. John Stone. Trent Alexander-Arnold. Bukayo Saka. Pha cắt bóng rất hay. Petri. William Dem. Cavahan. Petri. Đóng đi. Sự áp sát cần thiết. Vẫn còn. Một tình huống phản xạ tuyệt vời. Thực sự là đáng tiếc. Cavahan. Rất hợp lý. Chéo bóng này. Đánh đâu. Không có gì nguy hiểm. Thực sự là một cú đá thử những trí tưởng tượng của chúng ta bởi cú ra chân này. Đây rồi, tốc độ em ơi.
nhưng bóng đã đi ra hết đường biên ngang. Cucurea. Nacho Hernandez. Cucurea. Đi bóng rất khó chịu. William Dem. Rất quyết liệt. Bóng đã đi ra ngoài đường biên. Eric Cosa. Rất quyết liệt. Dallin Wright. Lúc so. Phá cướp bóng hay. Bóng đã được phá lên. Quả ném biên. Phi Foden. Dứt điểm. Bóng bánh, đá này thì bánh đâu mà ăn. Quả bóng như thế kia rồi mà còn bỏ lỡ nữa thì cũng chịu rồi. Phải tôi đấm cho mấy nhát. Đường chuyền dài. Tương đối chật vật trong những pha xử lý của mình. Cole Palmer lên bóng rất thoáng. Tình huống mở cánh tương đối hợp lý. Đường chuyền dài. Lên bóng rất thoáng. Sẽ chỉ có một quả phạt góc mà thôi. Bên trong có ai đây? Mất bóng rồi. Harry Kane. Chưa thể đưa ra một đường chuyền. Bukayo Saka. Bukayo Saka. Pha bóng mua hồn chim én. Cucurea. Cucurea. Và sau đó là một đường chuyền rất hay. Petri. Morata. Cucurea. Tương đối nhịp nhàng. Tương đối chật vật trong những pha xử lý của mình. Và ngăn chặn rất nhanh. Đó là tình huống phản xạ tốt. Quá phung phí cho cơ hội vừa rồi. Quẩy đi anh ơi. Tốc độ rất nhanh. Rất mềm mại.
rất kỹ nghệ. Bên trong có ai đây? Mất bóng rồi. Đường chuyền hay. Tình huống mở cánh tương đối hợp lý. Phản công nhanh. Harry Kane rất nỗ lực. Dứt điểm. Petri. Từ đầu trận thì giữa sân đang là điểm nóng thực sự, rất nhiều pha chém sau chém trước từ cầu thủ cả hai bên. Phía Foden. Ôi giời ơi, ôi con, cuộc đời thật lắm trái ngang, nhưng tại sao nó lại đến không thể tin nổi, không thể tin nổi các bạn ạ. Đá như thế này thì thôi, dù có công hay đến đâu mà thủ như thế này thì chắc cũng vứt. Còn 15 phút cho những nỗ lực của cả hai đội. Ui, rất quyết liệt. Và chọc khe rất hay. Đã có lỗi việt vị. Sẽ có tình huống thay người. Làm gì đây? Và ngăn chặn rất nhanh. Petri. Mất bóng rồi. Harry Kane. Đi bóng. Dứt điểm. Đây rồi. Đã bắt đầu có những sự nhộn nhịp hơn trong cách đá của cả hai đội. Họ bắt đầu triển khai một đội hình dâng cao hơn. Cavahan. Petri. Cavahan. Trent Alexander-Arnold. Harry Kane. Sự áp sát cần thiết. Nacho Hernandez.
Cavani. Thêm một cơ hội lên bóng nữa. Và lấy bóng tốt. Anthony Gordon. Khẩn trương, khẩn trương. Và cắt bóng rất kinh nghiệm. Làm gì đây? Dứt điểm. Không vào. Nhưng cuối cùng thì anh lại thực hiện một pha dứt điểm. Có thể nói là có ông trời mà biết được anh ta đã quyết định làm gì. Ba mươi vẫn chưa phải là Tết và rõ ràng phút thứ 86, trận đấu vẫn còn khoảng tầm hơn 5 phút nữa thì nó mới khép lại. Harry Kane, Nacho Hernandez, Morata, Cucurella, pha cướp bóng hay, Trent Alexander-Arnold, Jared Bowen, Gallagher, rất quyết liệt. Sự áp sát cần thiết. Giống như kiểu chưa ăn cơm vậy. Không thể có được những pha phối hợp. Gallagher. Cánh rất thoáng. Dứt điểm. Đó là tình huống phản xạ tốt. Có như thế này mà anh ta vẫn bắt được. Trong không gian thật là tiên lãng mà lại bỏ lỡ pha bóng này. Hãy giết tôi đi. Một pha bóng mà có lẽ là nhắm mắt thì đá vẫn cứ vào. Mọi thứ tạm thời đã được giải quyết. Rất kỹ nghệ. Goal! Đó là một tình huống đưa bóng đi ra ngoài. Ba phút đá bù giờ. Đường chuyền dài. Petri. Cavani. Rất quyết liệt. Morata. Dứt điểm. Lúc so đi bóng rất khó chịu. Đường chuyền hay này. Bóng đã được phá lên. Và đúng lúc này thì tiếng còi của trọng tài đã vang lên. Trận đấu đã chính thức khép lại. Và một lần nữa thì xin cảm ơn tất tất cả những anh chị